Hôm nay Thảo sẽ đưa các bạn đến một nơi rất là đặc biệt, vừa có thể chăm sóc da, vừa có không gian yên tĩnh để thư giãn, nhưng chỉ nằm ngay trong thành phố thôi nhé. Hả? Thiệt không? Thiệt. Đây nè, Gà Spa nè. Gà Spa tọa lạc tại quận 1, trên đường Nguyễn Thanh Ý, một địa điểm lý tưởng với không gian xanh, yên tĩnh, rất thích hợp cho việc thư giãn và làm đẹp. Đến với Gà Spa, bạn sẽ được chào đón đầu tiên là với không gian xanh mát, tiếp đến là sự tư vấn thân thiện và nhiệt tình từ đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp. Trước khi bắt đầu liệu trình, bạn sẽ được nhân viên tiến hành soi và phân tích da để tư vấn cho bạn liệu trình hoàn hảo nhất cho tình trạng hiện tại của da bạn. Ngoài ra, người thân của bạn trong khi chờ đợi cũng sẽ có được khoảng thời gian thư giãn yên tĩnh trong những khoảng không xanh mát của Gà Spa. Sau khi được tư vấn về tình trạng da thì bước tiếp theo Thu sẽ bước vào liệu trình điều trị mụn của Gà Spa. Và sau đây các bạn hãy cùng theo Thu để xem có điều gì đặc biệt nhé. Chỉ một liệu trình duy nhất, Gà Spa giúp trị chuyên sâu làm sạch da đang bị virus mụn xâm lấn. Bước 1. Tẩy trang. Rửa mặt bằng sữa rửa mặt độc quyền. Tẩy da chết bằng dạng gel. Bước quan trọng nhất giúp da sạch trước khi bước vào quá trình điều trị. Bước 2. Xông hơi nóng giúp giãn nở lỗ chân lông và đào thải bụi bẩn. Hút mụn cám và bã nhờn. Kiểm tra độ nhờn riêng trên da bạn và tư vấn sản phẩm phù hợp. Bước 3. Đắp mặt nạ đèn Biolet màu xanh lá để trôi chân mụn lên. Việc lấy nhân mụn được dễ dàng hơn. Bước 4. Tiến hành lấy nhân mụn. Dụng cụ được phát riêng cho khách khi soi da. Bước 5. Thoa tinh dầu sát trùng côi mụn. Chạy điện tím đốt đầu vết thương hở, tránh lây nhiễm trùng. Bước 6. Đắp mặt nạ lotion tea tree giảm sưng, kháng viêm, giảm đỏ, kết hợp đắp mặt nạ đèn Biolet xanh dương dịu da. Bước 7. Massage đầu ấn huyệt thư giãn. Bước 8. Xông lạnh da mặt giúp lỗ chân lông se khít, lau mặt bằng nước muối sinh lý. Với 8 bước, chỉ một liệu trình duy nhất, Gà Spa giúp bạn trị mụn tận gốc. À, xong rồi hả? Xong rồi. Xong rồi. Nè, thôi bạn nhìn da mình nè. Không có còn mụn giống như là lúc mới tới hay nữa. Sáng thật chưa da hết. Là mụn. Chưa hết đâu nha, da còn không bị thâm nè. Mịn màng và rất là mềm mại hơn trước nữa. Tôi cảm thấy rất là hài lòng với dịch vụ điều trị mụn của Gà Spa. Thấy chưa, mình giới thiệu rất là hợp lý đúng không? Đúng rồi. Đến với Gà Spa. Say bye với mụn. Đến với Gà Spa, trải nghiệm những dịch vụ trị mụn chuyên nghiệp nhất. Hãy để Gà Spa phục vụ bạn.